gì cả chưa? Tôi bảo rồi, xin cô giáo thông cảm tôi lần này thôi. Anh đừng nói nhiều nữa, đây không phải là lần đầu của anh. 100.000 quy định như nào cứ thế mà làm cả chưa? Rồi vừa học vừa làm, cô giáo thì thông cảm tí, cô giáo là người làm. Anh không nói nữa, dừng lại. Bây giờ một là anh đóng phạt, hai là lớp dừng lại. Đây không phải là lần đầu tiên của anh. Cần chưa? 100.000, nghe tên. Nghèo đòi mãi tiền thế, lừa đảo học sinh vào đây để mày lấy tiền. Fucking shit, mày nói thế nào lừa đảo? Mày bảo tao lừa đảo à? Tao nói mày biết mày bước vào đây tao lừa đảo mày làm gì? Ai? Tao hỏi bà vừa xử. Tao vừa xử cái mặt mày đấy, mày vừa bảo đứa nào lừa đảo. Mày tôi nói cho bà biết nhá, bà đéo dạy tôi đi làm chỗ khác dạy, không phải mỗi bà. Tao nói cho mày biết nhá, tao nói cho mày biết nhá, ra ngoài kia có một hay mười trung tâm ấy, thì người ta cũng không biến mày từ một con lợn, từ một con người được đâu. Học như mày ấy thì đéo bao giờ phá được. Tao không quan tâm đến cái gọi là tư cách của cái Việt Nam này, đéo thế nào không, tao tư cách ở việc dạy. Tao nói cho mày biết. Mà anh nhìn bằng ảo tưởng à? Tao đéo ảo tưởng này. Đây là sân chơi của tao, luật của tao. Mày cứ đóng phạt 100.000 đi thì lớp học tiếp, không thì ra ngoài. Tóm lại tôi không đóng, cứ ngồi đây này. À mày không đóng cái gì? Tôi không đóng. Có được. Tôi bỏ bà làm gì xem nào. Mày nhìn cả lớp làm gì thì mày làm cái đấy. Mày đừng có để tao điên lên. Mày là hơi thằng cù nhầy đấy. Mày bao nhiêu buổi mày cũng học rồi à? Mẹ đi làm như vậy thì không học được. Mày cứ phải vào lớp của tao thì mày phải nhớ đây là quy định. Mày đã dám ký cái cam kết học hành như thế nào rồi? Đây là lần thứ mấy mày đi ha? Mày là thằng đàn ông, mày ký cái cam kết như thế mày còn không làm à? Cả cái Việt Nam này đéo con nào dám cam kết với trung tâm của tao. Và chúng tao không để những cái thằng mặt lợn như mày học ở đây, mày hiểu chưa? Nói mày bãi lìn với đấy cái gì ở đây? Bà nhá, cũng bãi lìn với tôi, bà không có tư cách làm giáo viên đâu. Tôi nói cho bà biết nhá. Tao đéo cần cái tư cách giáo viên rẻ rách. Mày đóng tiền rồi mày cút ra khỏi lớp tao. Mày hiểu chưa? Tức là bà nhận bà giáo viên rẻ rách đi. Tao vì là giáo viên rẻ rách nên mới có đủ tư cách để dạy cái thằng rẻ rách như mày. Cái thằng mặt người mà ấp lớp như mày. Mày hiểu chưa? Tôi nói cho bà biết nhá. Đóng 100.000 ra khỏi lớp. Đéo nói nhiều, đi ra khỏi lớp, cút. Đóng 100.000 rồi nhưng mà còn ngồi đây chứ việc đéo phải ra khỏi lớp. Nhưng mà cô nói cho bà biết nhá, từ nãy tao không quan tâm đến việc tao có đủ tư cách để trừ mày học sinh chơi của tao. Mày hiểu chưa? Cút ra khỏi lớp. Mày là bà nhá, không thì mày như thằng khác cơ. Mày nhảy vào đây mà đánh. Mày nhảy vào đây mày đánh tao này. Mày vào đây mày đánh đi. Là bà, nghe chưa? Cút ra khỏi lớp. Mày nhảy nhá, mày ô đóng tiền học rồi. Là để được học chứ đéo phải đến đây để nghe chửi. Tao mời mày ra khỏi lớp lịch sự lắm rồi. Mày chửi hay không chửi, mày có sức mày cứ đứng đấy mà chửi. Cút ra khỏi lớp chưa nhá. Bài còn nhá, cái mặt bà trung tâm của bà tôi kiện nhá. Tao mời mày đến đây kiện. Giáo viên đéo như lì. Tao mời mày đến đây kiện. Mày kiện nhanh.